Em kêu cà phê sữa nóng để uống cho tỉnh nha. Cô ra khỏi phòng cho tôi nha. Tôi đang muốn ngồi một mình, cô hiểu chưa? Tao phải kiếm bằng được nương hỏi cho ra lẽ. Anh tính đi luôn sao? Anh vừa về còn mệt, trời lại sắp tối rồi. Mặc kệ tôi. Đi Bến Tre. Dạ, đi bây giờ hả anh? Anh biết hay sao mà phải nói hai lần? Dạ, ý em nói là đi Bến Tre về này hơi trễ. Em đang làm gì vậy? Em đang đọc đề xuất của Tú về việc mua thiết bị chế biến thành ngũ cốc. Đã nhất trí cho nó nghỉ để tập trung vô thi tốt nghiệp rồi mà. Em có nói không nhất trí đâu, nhưng đã là niềm say mê thì không có lực nào cản nổi. Nó đang chơi lang thang trên mạng thì bắt gặp công ty Isaac Hà Lan này, vậy là nó lôi em vô. Mà anh nghĩ coi, nó nói có lý, không lẽ em không ủng hộ nó? Với lại em thấy, từ lúc đặt vấn đề tới ký hợp đồng đặt cọc, sau đó nhận thiết bị thanh toán cũng hàng năm, như vậy sẽ không ảnh hưởng gì tới việc thi tốt nghiệp của nó hết. Tiền đặt cọc có chưa? Hàng về lấy đâu ra hàng trăm ngàn đô la để thanh toán? Khi thực nghiệm thành công, chuyện lập đề án vay vốn hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đô của ngân hàng, em tính hết rồi. Mặc dù như hiện nay, dù có vay một đô cũng không được. Bởi vậy, việc đặt cọc để ký hợp đồng, em sẽ lấy 200 triệu tiền mừng đám cưới, cộng với 10.000 đô của Thu để lại, nhưng ba má em không dùng để mua nhà, đưa hết cho Thu. Em có điên không vậy? Hãy coi như em mượn thôi. Anh cũng biết tụi em có 4 lô đất trên Gò Vấp, giá trị hơn 500 triệu. Nhưng bây giờ phải làm thủ tục thế chấp, để vay ngân hàng thì không kịp. Hai trăm triệu, dù mình chưa tuyên bố, cũng coi là của ba má. 10.000 đô Thu để lại, vì tự trọng nên ba má dứt khoát không đụng tới. Trong khi Thu ở Mỹ, đang lâm vô cảnh túng thiếu, chắc chắn rất cần số tiền này. Với những lý do trên, em có nên lấy hai khoản đó đặt cọc vào một hợp đồng đầy mạo hiểm không? Chúng ta lại khác nhau ở chỗ, cùng số tiền ấy, em nói chuyện huy động vốn để kinh doanh, còn anh lại nói tới chuyện tình nghĩa. Nếu xét ở tình nghĩa như anh, thành ra em nhẫn tâm, nên em xin lỗi và rút lui ý định. Để em tính cách khác vậy. Thư à, vợ chồng Thư đến nhà mình được không? Có chuyện gì vậy? Các bạn phải có lời khuyên Trọng và Sơn, nếu không tình hình sẽ rất xấu. Mình khẩn thiết nhờ đó. Các bạn đang rất thuận buồm xuôi gió mà. Sao có chuyện lạ vậy? Em lạ quá. Đang có Sơn Vi thì phải ngồi chung cho vui chứ. Con đừng có quấy chứ. Con ngoan mà. Cô Mười, cô đưa bé lên lầu ngủ đi. Dạ. Con nhỏ này hay thiệt, đang nói là cúp máy. Ai vậy? Thuần nói tụi mình nên gặp khuyên Trọng Sơn, nhưng em không biết là chuyện gì. Em có biết trong chuyện em với anh và Sơn, trong khi Trọng hết mình ủng hộ anh thì Thuần lại ngầm ủng hộ Sơn không? Lúc đó em đi vắng không biết, nhưng cứ cho là như vậy thì chuyện đã xong rồi. Anh khó chịu làm gì? Từ nay mọi người đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Chúng ta phải thay đổi quan niệm về quan hệ đi. Không nên chuyện gì cũng can thiệp vào đời tư của nhau nữa. Có thật là đã trưởng thành rồi, tụi mình không cần những gì tốt đẹp thời học trò trong sáng nữa không? Anh không nói vậy. Thực tế khi ta lớn lên theo thời gian, những đôi giày, quần áo cũ không vừa, mình đừng cố mặc nữa. Ông bà đã về, mời cậu mở xuống ăn cơm. Chuyện này em là nữ, nói với nó tiện hơn. Để em nói. Chúng con chào ba má. Thưa ba, thưa má. Ba má có về trễ, lần sau cứ ăn trước đi đừng chờ. Thư nè, ba đã nói với con chuyện ông Trần và ba chuẩn bị đề bạt con làm giám đốc tiếp thị thay cho ông Lưu chưa? Dạ thưa má, ba có nói.
con được ông Trần tín nhiệm. Ba má đều rất mừng, song cũng rất lo. Vì làm ăn với công ty nước ngoài, sự tín nhiệm cao luôn kèm theo lòng trung thành cao, mà con luôn thiếu kinh nghiệm trong việc thể hiện điều đó. Má không nói về lòng trung thành, mà nói sự thể hiện về điều đó, nghĩa là cách ứng xử, chứ không phải lòng dạ thật sự của mình. Dạ, con hiểu. Con nhớ hồi trước khi con đi vắng, ông Trần cho con một chuyến đi tu nghiệp ở Mỹ. Thực chất là do con tự bộc lộ ra. Con đã đọc trước được quá nhiều hoạt động trong công ty mà một nhân viên như con chưa cần biết. Nên ông ta đã điều con đi Mỹ, vừa là tu nghiệp để trở về vào lúc phù hợp, vừa để ngăn ngừa những chuyện không hay có thể xảy ra với kẻ biết nhiều như con. Con không ngờ là như vậy. Ba má nói điều này ra để con thấy bộ mặt thật của mối quan hệ đối ngoại. Để từ nay con chỉ nên làm đâu biết đó, lấy ứng xử đáp lại ứng xử, chứ đừng bộc lộ hết lòng dạ mình ra như kiểu tinh thần làm chủ ở công ty trong nước. Con cũng thường nhắc Thư chuyện này. Ăn đi chứ. Đừng sốt ruột về những chuyện nhỏ nhặt hiện tại, mà phải nhìn về tương lai, là chính các con sẽ nắm vận mệnh của công ty này khi cờ tới tay. Có gì băn khoăn trong lòng không nén được cứ nói với ba má, tuyệt nhiên không được thổ lộ với họ. Con đừng bao giờ quên, các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam luôn dương cao tôn chỉ, đôi bên cùng có lợi. Nhưng họ phải lợi trước rồi mới tới mình. Hồi con mới đi vắng về, ba má đều không muốn cho con về Savina, chính vì lý do này. Cái tật khôn hơn vua, ở bất cứ cơ chế nào cũng làm người ta đề phòng, nên không bao giờ làm vua được. Nhưng ba má muốn cả hai đứa đều sẽ làm vua. Tại sao các con không thể làm tổng giám đốc như ba? Dạ. Dì cho con hỏi nhà ông Năm Thọ đâu vậy? Chạy tới ngã ba, quẹo trái, vô chừng 100 mét là thấy. Dạ, con cảm ơn dì. Xin chào. Sao Tri biết mình ở đây? Nương trốn lên trời hay dưới lòng đất, mình cũng kiếm ra. Vô nhà uống nước, rồi mình nói gì mình kêu mấy đứa em làm cơm. Thôi, ngồi đây nói chuyện tiện hơn. Nương lại giận gì mình phải không? Ai nói vậy? Mình đi guốc vô bụng Nương rồi, có gì ấm bức, cứ nói hết ra đi. Tri lạ thiệt. Mình đang bệnh, hôm về đây ăn dỗ hưởng không khí trong lành thấy khỏe người ra, nên mình muốn ở thêm một thời gian cho hồi sức, tạm quên mọi chuyện ở thành phố đi. Bữa nay mình xuống tận đây đón Nương, Nương có về không? Mình đang muốn ở thêm một thời gian nữa. Mình đã về tới tận đây, Nương còn nói vậy hả? Nương muốn nghỉ tới bao lâu thì nghỉ, Nương tưởng công ty này không có Nương thì chết hả? Vì tình bạn từ hồi mẫu giáo, mình tha thiết mời Nương về thành phố. Có chuyện gì giận, nói hết lần cuối cùng, Nương chịu không? Mình đã nói không giận, sao Tri dai dẳng vậy? Nếu Nương không về, mình sẽ cho xe ra giữa cái đồng ngủ. Thư hoàn toàn đúng khi bỏ mình. Mình đã nói tuyệt đối không nhắc lại chuyện cũ rồi mà. Em đưa Sơn về đi, sai quá rồi. Em cũng hết chịu đựng nổi. Khi tỉnh thì không sao, cứ xỉn lên là nhắc tới chị Thư à. Bộ em không biết ghen chắc. Em im đi. Anh không hề xỉn. Anh nói cho hết chuyện với anh Trọng rồi anh sẽ về. Trọng, có người nào cũng nhân vô thập toàn, nhưng khi có vết đen thì đừng tìm cách ngụy biện bằng lý do như vậy. Để chấp nhận nó tồn tại ở trong mình mà phải tẩy rửa nó đi. Nếu không, nó là nguyên nhân khiến mình bị người đời kết án,
cả những tội mình không có mà mình không sao thanh minh được. Đó là chuyện của mình và Thư. Thư không kết án nhưng chán ngấy mình từ trong ánh mắt. Còn mình không sao thanh minh. Tòa tuyên bố không đủ chứng cứ truy tố hình sự. Nhưng thực tế, cả hai vụ mình đều châm mồi. Ai tin mình vô tội? Chuyện đó mọi người biết rồi. Thôi hai bạn về đi, đừng dông dài nữa. Trong đuổi thì mình về, nhưng mình không nói mình và Thư nữa, mà nói Trọng. Những vết đen không lao nó sẽ thấm vào mình, rồi sẽ không sao thanh minh được. Hôm nào tỉnh chúng ta sẽ nói về vết đen vết trắng. Mang cái này về, không ai là không nhớ là bỏ đâu á. Mình đã nói dứt khoát không lấy rồi mà. Nếu mình biết phải diễn như vậy, mình đã từ chối ngay từ đầu. Diễn có 10 phút cá xê bằng 2 tập phim, còn chê hả? Mình đâu có chê tiền, mà mình chê cái vết đen. Mình không muốn thêm một cái vết đen nào dính lên người mình nữa. Chào Thuần, bữa cơm rất ngon, rượu rất say. Em cầm lấy mai đưa cho nó. Tiền nào mà không có vết. Bye nha Thuần à. Đừng buồn vì mình. Trong cơn say người ta thường sạch sẽ hơn lúc tỉnh. Đó là lý do vì sao vui bạn mình là ham muốn tới xa. Em buồn chuyện ba má nhắc phải không? Ba má cũng thương em thôi, nhưng cũng giống như ba má em, những mục đích khác nhau đã nảy ra quan niệm khác nhau về cách ứng xử. Mục đích giống nhau chứ. Ba má em, ba má anh và chúng ta đều mong muốn trong tương lai người Việt sẽ tự chủ về công nghệ, mà ngày nay còn phụ thuộc vào người nước ngoài. Ba má em muốn tìm ra lý thuyết, ba má anh muốn giành lấy quyền lực và quyền lợi, còn chúng ta muốn tìm ra những phương thức thích hợp. Điều mà chúng ta còn đang mò mẫm thì chúng ta thiếu đủ mọi thứ. Anh mệt vì các thứ tham vọng rồi. À, việc đưa tiền cho ba má ấy mà, em đồng ý theo cách này không? Nếu ba má nhận thì thôi, còn nếu ba má không nhận thì đưa cho Tú. Như vậy là anh chịu em 50% rồi. Em đồng ý. Không xin phép hả? Sớm muộn gì mình cũng chia tay với Tri. Chính Tri cũng thấy bạn bè, người làm chủ, kẻ làm thuê, về lâu về dài chỉ thêm khó xử cho nhau. Hơn nữa mình cũng có tham vọng một ngày nào đó không phải làm thuê cho bất cứ ai nữa. Tri thấy Trọng Thuần phải dứt khỏi luật sư Trịnh Đình là xô cả trái núi thầy trò ơn nghĩa. Chịu đựng sự nguyền rủa của dư luận là vô ơn, là bất nghĩa. Không có sự đột phá đó, làm sao Trọng Thuần có được sự đổi đời như ngày hôm nay? Quá ra nương tính đổi đời như Trọng Thuần. Vậy là thời gian vừa rồi nương quay lại với mình chỉ là làm cho cuộc bàn giao thêm êm đẹp, tránh tai tiếng, chứ không phải nương thật tâm quay lại. Thật sự thời gian qua Tuệ và Quân đã quen với những việc của mình rồi. Nếu con người làm việc với nhau rồi thay thế nhau như linh kiện của máy,
thì mình xuống tận bến tre này để đón nương về làm gì? Mình rất buồn, nhưng như vậy là nương đã quyết đi, mình đành phải để nương đi. Nhưng mình chỉ muốn nói thêm hai điều. Thứ nhất, đừng bao giờ nương lấy việc Trọng Thuần bỏ luật sư Trịnh ra làm mẫu để so sánh với việc nương bỏ mình, vì không bao giờ nương là đứa vô ơn bất nghĩa. Mà rất có thể, có thể là mình thô kệch, không biết giữ nương mà thôi. Chị đừng nói nữa, chị không có lỗi gì đâu. Thứ hai, nương đi rồi, mình sẽ trở lại bất hợp tác với công ty Thái Long. Tại sao? Về quan hệ với hai công ty, mình không chê trách gì Thái Long trong quá trình hợp tác, nhưng mình cũng không cần gì lợi nhuận dù rất lớn của nó. Nếu như nương đi rồi, mình khác Trọng ở chỗ mình cần tình nghĩa hơn lợi nhuận. Mặt khác, mình đã đọc được tham vọng của Thái Long, muốn bành trướng sức mạnh trên thị trường Việt Nam ra sao. Dù mình quá nhỏ, có thể chẳng làm được quá gì trước sức mạnh quá lớn của nó, nhưng bất hợp tác với nó cũng khiến được mình tự an tâm về ý thức dân tộc của mình. Chị đã nghĩ rất sai về hai điều vừa nói. Mình không ngăn cản nương ra đi, thì nương cũng đừng ngăn cản về việc mình hành động hay suy nghĩ. Mình hỏi thiệt, có phải cuối cùng chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy đã thành sự thật hay không? Thật thì sao? Thì cũng dễ hiểu thôi. Làm ơn dừng lại giùm. Nương, nương, quay lại. Con ngoan, mẹ thay chiếc chớ này cho con ấm chân ngang. Ủa, em vẫn chưa thay đồ hả? Em đang tính thay đồ thì con nó dậy. Hay anh đi trước đi, em lo con xong đi tới sau cũng được. Em lạ quá, anh muốn chính em tới văn phòng cùng anh, chứ mình anh ngày nào không ở đó. Từ ngày sinh con tới giờ, em cứ tránh tới đó với anh là sao? Để đi. Em thấy sao? Anh cố ý để văn phòng của mình không thua bất cứ văn phòng của luật sư nào ở thành phố, kể cả của luật sư Trịnh Đình. Coi hình rồi, nhưng tận mắt thấy, em vẫn không ngờ anh lại táo bạo như vậy. Chào luật sư. Chào luật sư. Xin chào. Đây là bà xã của tôi. Điền đầy đủ vào đây giùm em. Nhớ photo giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và chủ quyền nhà nha. Anh lựa cho nhân viên thực hiện kỷ luật lễ phép theo kiểu Nhật và Hàn Quốc. Dứt khoát không thể có chuyện dân chủ bình đẳng, kiểu ai cũng như ai. Được không? Anh biết xài máy vi tính từ khi nào vậy? Bốn nhân viên ở dưới á, anh đều lấy theo tiêu chuẩn bằng luật sư hạng ưu, đạo đức tốt, có bằng anh văn hoặc di tính. Riêng anh để cái máy này là để trang trí thôi. Người lãnh đạo giỏi là người phải biết quản lý những người giỏi, chứ không phải là người phải giỏi mọi thứ. Bà má tới đây chưa? Chưa, bà mới hứa đầy năm sẽ tới thăm cháu nội. Những tấm hình này có tác dụng hết sức tốt với khách. Không có gì giác ngộ lòng dạ con người hiệu quả bằng thế lực. Thế lực càng mạnh sẽ càng có nhiều người thuần thục mình. Không cần quan tâm người đó là ai à? Không, chúng ta làm nghề luật nên chỉ quan tâm duy nhất đến luật chơi. Không đúng luật thì không chơi, còn đúng luật thì ai cũng chơi hết. Chào anh. Xin lỗi cho tôi gặp anh Trọng. Anh có hẹn trước luật sư không ạ? Lại phải hẹn trước hả? Tôi là bạn anh ta, nếu anh ta có ở đây thì kêu giùm có thằng Ti tới chơi, còn nếu không có thì tôi đi. Luật sư Trọng có trên lầu. Theo thủ tục thì đã đầy đủ rồi, nhưng anh cần phải kèm theo những giấy tờ. Mời anh lên. Cảm ơn. Vô đi. Làm gì gõ cửa lớn vậy? Xin chào. Ủa, chào Tri. Mình không biết Thuần đang ở đây, xin lỗi nha. Không ngờ ông lên đời siêu vậy, nên mình vô ý gõ cửa ầm ầm. Biết ông không muốn bạn bè tới,
Nhưng mình là khách hàng, ông có chịu tiếp không? Thôi ngồi xuống đi. Ai chế Tri cần chuyện gì mình cũng giúp, mình còn nợ Tri mà. Thích uống bia hay rượu tây? Bia rượu để lúc khác. Mình nhờ ông một việc. Công ty mình hợp tác với công ty Thái Long, ông biết rồi đó. Bây giờ càng chơi, mới phát hiện ra nó là thằng ma giáo. Bề ngoài là tình hữu nghị đôi bên cùng có lợi, nhưng mặt sau là sự âm thầm bành trướng, mưa lâu thấm đất, biến dần mình lệ thuộc vô nó. Cho nên mình quyết định nghỉ chơi. Nhiệm vụ của ông á, là nghiên cứu về mặt pháp lý thật chặt chẽ, sao cho cuộc chia tay êm đẹp, mình không bị thiệt hại gì. Còn nó, đương nhiên càng đau càng tốt. Chuyện này để mình nghiên cứu kỹ đã. Đụng vô luật không thể ngẫu hứng được. Nhưng về nguyên tắc có thể nói trước là mình luôn đứng về quyền lợi của người Việt Nam. Và người Việt Nam đó là Tri. Đương nhiên, mình phải nhân tinh thần dân tộc lên gấp đôi. Chuyện này Tri trao đổi với Nương chưa? Tại sao Thuần hỏi vậy? Những chuyện đại loại vậy ở công ty, Nương nó chín chắn hơn Tri. Với lại công ty Thái Long chẳng phải do Nương giới thiệu Tri hay sao? Vậy tiện đây mình nói luôn, Nương không còn làm việc ở công ty mình nữa. Và nếu cô ấy vẫn làm việc thì mình dù có kém chín chắn vẫn là ông chủ chứ không phải cô ấy. Hai người như con nít là giận nhau rồi phải không? Rất tiếc là không. Tụi mình đã chia tay nhau trong hòa thuận và văn minh. Cả hai cùng thấy như vậy là tất yếu và hợp lý. Cho nên mình cũng yêu cầu các bạn đừng có bận tâm về chuyện của mình và Nương nữa. Mình tán thành. Em thấy anh nói đúng không? Những tình cảm và tư duy bạn bè thời cấp sách tới trường đã chấm dứt. Càng cố níu giữ nó chỉ càng rơi vào bi kịch. Những cái riêng của mỗi đứa ngày nay đã tách xa nhau và độc lập hơn. Còn những cái chung chính là sự hợp tác làm ăn với nhau để thành công và thành danh, như Tri tới đây với mình. Ok. Vụ này trọng cần bao nhiêu tiền? Mình chưa đọc hồ sơ nên chưa nói chắc mức độ đầu tư cho nó. Nhưng có Thuần làm chứng, dù tốn bao nhiêu mình cũng nhận làm tặng Tri vụ này. Coi như Tri đã giúp hồi vợ chồng mình bằng hàng. Từ lần sau Tri tới nhờ mình cũng sẽ như mình mua máy vi tính chỗ Tri, tiền nông sòng phẳng. Trời đất, tại sao những máy vi tính ở văn phòng ông không mua ở chỗ mình? Đây là do một thân chủ đầu tư cho mình, nên mình không thể ép họ mua ở đâu. Mình chúc mừng Trọng. Bây giờ mình đã hiểu ra lời thiên hạ dẫn đồn. Các thân chủ giàu sủ luôn luôn là kho tàng vô tận của các luật sư bào chữa. Ông Trần và ông Lặng mời cô. Thưa, có chuyện gì vậy? Chuyện mừng cho cô. Dạ. Mời cô Thư. Dạ, chào ba, chào ông Trần, chào chị Lý Dân. Do ông Lưu được điều động qua công ty ở Thái Lan, con được lựa chọn lên thay ông Lưu làm giám đốc tiếp thị. Đây, đây là quyết định của con. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ông Trần. Chúc mừng cô. Và tôi hy vọng cô đáp ứng được sự tin cậy của ban tổng giám đốc. Chúc mừng em. Chúc mừng cô. Dạ. Nhiệm vụ của cô bây giờ không phải là giám đốc tiếp thị của Savina nữa, mà là chuẩn bị một đề án để phát triển thành một công ty tiếp thị và quảng cáo của Savina. Nhưng sẽ triển khai ra các khu vực ngoài Việt Nam. Bởi vì những đề án của cô năm trước bị tạm ngưng vì lý do khách quan, nay sẽ bắt đầu được triển khai. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tốt lắm. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang trên đường đi công chuyện. Em hẹn anh chờ, sao anh lại đi? Việc tới thì phải đi chứ sao, việc của em tốt chứ. Rất tốt, em đã chính thức nhận quyết định rồi. Chúc mừng em, trưa đi ăn sẽ gặp. Chúc mừng chị Thư, chúc mừng chị Thư. Cảm ơn chị, cảm ơn các chị. Chúc mừng chị. Má ơi. Khoa hả con? Dạ. Thằng Khoa nó về ông à? Sao con về có một mình? Dạ tiện đi công chuyện con ghé thăm ba má một chút. Vậy hả? Thưa ba. Khoa con ngồi. Dạ. Đi.
Con báo tin cho ba má mừng. Hôm nay là ngày Thư nhận quyết định giám đốc tiếp thị của công ty. Ủa, sao nghe nói tất cả các giám đốc, trưởng ban đều là người ngoại quốc? Ba con nói, trong tương lai sẽ có sự thay thế dần dần, nếu như các nhân viên Việt Nam có đủ sức đảm nhận. Dù nó bị giam mấy tháng, họ bỏ qua sao? Con nghĩ các công ty nước ngoài họ rất tôn trọng kết luận của luật pháp. Chút nữa ba gọi điện chúc mừng nó đi. Thưa ba má, con và Thư nhất trí biếu ba má 200 triệu này. Để ba má bán ngôi nhà này đi. Gộp với số tiền này và 10.000 đô em Thu để lại, mua một ngôi nhà khác khá hơn. Chúng con không muốn chúng con sống trong hoàn cảnh đầy đủ, ba má lại ở chỗ chật chội như vậy. 10.000 nào của con Thu? Tiền con Thu nó mới gửi về. Tại sao tôi không biết? Làm sao nó có tiền? Mới đây nó còn gọi điện và email về đời sống hết sức khó khăn mà. Đây là tiền của thằng Sơn Sơn, đứa con Thu để lại trước khi hai đứa đi Mỹ. Nhưng tôi biết ông khó chấp nhận. Hơn nữa, ông cũng đang choáng váng về vụ con Thư bị bắt. Con mang về đi. Ba má ở căn nhà chật chội và thật sự cay đắng lắm. Nhưng nghĩ kỹ, có khi chỉ vậy là tiến bộ, là tiến hóa chứ không phải là thoái hóa. Vì trước đây mình ở nhà bao cấp, còn bây giờ, lần đầu tiên trong đời mình được ở căn nhà do mình sở hữu. Đây là một cuộc cách mạng thật sự chứ không phải khôi hài đâu con. Nhưng ba má xứng đáng được ở một ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn. Mặt khác, tuổi ba má cũng cao rồi, chúng con phải có trách nhiệm đỡ đần cho ba má. Ba má rất cảm ơn các con, song để lúc nào hết sức lao động, nếu các con vẫn có lòng, ba má sẽ nhờ. Còn bây giờ cho ba má khước từ. Ở đây đúng là xuống cấp, nhưng ba má cũng cần thời gian thấm thía nỗi đau này cho tỉnh ra. Không nên vội thay bao cấp này bằng bao cấp khác, để mỗi lần xảy ra đột biến lại một lần trắng tay ngỡ ngàng. Ba con nói đúng đó. Những người sống thiên về lý thuyết và lý tưởng như ba má rốt cuộc cũng phải nhận ra một điều gì đó, và thấy sự thành đạt của con Thư hay sự thất bại của con Thu đều trải qua bão tố, có ít hơn sự nghiệp mà thành công trải toàn thảm nhung của ba má. Còn cứ mang số tiền này về, thích sắm gì thì sắm, nếu không để làm vốn đầu tư vào đâu đó. Còn nếu là tiền của ba má con cho để giúp ba má, thì con cứ mang về trả lại cho ba má con. Hai con gửi vô quỹ tiết kiệm cho ba má có tiền lời xài hàng tháng. Xin ba má đừng ngại, đây là tiền mừng đám cưới của chúng con, nên không dính tới ba má con ở nhà. Bà thấy không, ngay cả việc chúng ta nặng lời với con Thư hồi nó tổ chức đám cưới thằng Trọng con Thuần với mục đích kiếm lời, cũng thể hiện chúng ta không thức thời đó. Hai người nói thiệt đi, nếu không có bà nội nương á, hai người có đảm đương được công việc của bà không? Về phần kỹ thuật như hiện nay á, thì tôi đảm đương được. Một Minh Quân, nói đúng ra ngay từ đầu chị nương đã chọn về đây những kỹ sư giỏi việc, mê nghề, tính tự giác cao, nên tôi rất thuận lợi. Còn Tuệ, đừng quên mày đang đi học đó. Chị nương đã hướng dẫn em rất kỹ, và nhờ phương pháp điều hành thông qua hệ vi tính do chị ấy thiết kế rất tiện, nên em cũng đỡ. Tuy nhiên em không muốn chị ấy đi chút nào. Không bàn chuyện đó nữa, tao cũng không muốn gấp trăm lần mày, nhưng người ta quyết đi, làm sao mà giữ được. Mày trả lời một câu thôi, nếu không bao được mày phải tính nước khác. Nếu không mở rộng hợp tác, nhất là với các công ty nước ngoài, thì em đảm bảo được. Vậy là xong. Chuyện hợp tác với các công ty nước ngoài như kiểu với Thái Long á, sẽ không bao giờ xảy ra, để rồi mất cả người lẫn thương hiệu nữa. Từ nay Kỷ Nguyên thử làm ăn không có người nước ngoài, thử coi có chết không. Bây giờ nhất trí quên mà nội nương đi. Luật sư Trọng, chút nữa không nhận ra anh. Cô là... Em là Hải Yến, công ty Rạng Đông Nha Trang,
hồi anh ra kiếm anh Sơn á. À, nhớ rồi. Chút nữa tôi không nhận ra. Cô vô đây là để... Em vô đây để anh Tri kèm cặp. Người đẹp như cô đi đâu là tai họa tới đó đó. Vậy anh không sợ tai họa khi có cô thư ký xinh đẹp hơn em đi cùng mà. Em đưa luật sư Trọng lên gặp anh. Chào luật sư. Chào anh. Xin chào. Trừ anh Thái tới theo lời hẹn. Còn bất cứ ai tới cũng nói tôi đi vắng nha. Dạ. Xin mời. Mình đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của Tri. Bây giờ mình nói thiệt, Tri muốn thanh toán thằng Thái Long theo luật pháp đường đường chánh chánh hay theo luật phép? Luật phép? Luật phép là luật giang hồ xã hội đen hả? Tuyệt đối không. Sao Tri dám nghĩ là mình chơi xã hội đen? Luật phép ở đây là phù phép, là hư chiêu, dọa đánh tới số nhưng thực tế là đàm phán. Vừa đánh vừa xoa, vừa đe vừa răng. Nó đúng 10-10 nhưng đặt nó vào khung cảnh xã hội của mình, gây tác động phụ ở thị trường dư luận, tạo ra bất ổn để đối phương phải hoang mang, nhân nhượng, thậm chí đầu hàng. Đại để là chiến tranh tâm lý. Mình chỉ muốn xóa bỏ hợp tác và dạy cho nó một bài học. Việt Nam không phải là thị trường mà nó muốn gì cũng được. Chứ thực tình mình không muốn nó chết. Xét về luật, trong tất cả các điều khoản hai bên đã ký, công ty Thái Long không hở một điểm nào. Vì vậy đánh nó theo luật, không thể đánh ngay mà phải phục kích chờ thời cơ. Vậy thì phù phép đi. Alo. Anh tới gặp Thư được không? Sao nói ở Bến Tre tới cuối tháng? Mình tới nha. Hai đứa lại gây sự với nhau rồi phải không? Nghe giọng là biết. Tới đi. Nói với ông bà già trưa nay ăn cơm với vợ chồng mình luôn nghe. Ờ. Thưa ba má con đi làm. Con với thằng Tri lại có chuyện gì phải không? Sao ba hỏi vậy? Cứ theo giờ dắt con đi về thì biết. Một đứa hay nhạy cảm, còn một đứa hay vô tình. Con phải tự điều chỉnh mình đi. Đã đành vẫn là bạn học, nhưng dù sao nó cũng là... Điều đó con biết thân biết phận từ lâu rồi má. Nhưng mấy hôm nay ở quê lên còn mệt, con đi làm trễ. Và con cũng đã gọi điện xin phép ông chủ rồi. Má vừa ý chưa? Alo. Tôi được anh Tri mời tới văn phòng bàn về việc hủy hợp đồng. Như vậy cô chính thức nghỉ việc chỗ anh ta rồi. Tôi nghỉ rồi. Có căng thẳng không? Tại sao anh ta lại giận tôi? Chúng tôi đã chia tay một cách hòa thuận. Việc hủy hợp đồng thật đáng tiếc. Nếu nó diễn ra một cách hòa thuận, không gây thiệt hại gì đáng kể, thì tôi cũng chấp nhận. Tôi muốn nhờ cô nhắc với anh ấy, không nên để chuyện gì thái quá xảy ra. Anh biết là tôi không thể nói gì hơn trong những gì có dính dáng đến anh. Tôi hiểu. Tôi chỉ không muốn từ chuyện làm ăn dẫn tới đổ bể trong quan hệ bạn bè thôi. Tạm biệt cô. Sau khi gặp anh Tri về, tôi sẽ gặp cô bàn về chuyện chúng ta đã bàn. Chào anh. Con hãy nói thật đi. Con với thằng Tri đã xảy ra chuyện gì? Đã đến lúc con phải ra làm riêng ba. Làm ăn bây giờ ngày một khó, kinh doanh lại càng khó hơn. Nhưng ba má muốn nói điều khác. Điều mà càng cuối đời ba càng thấm thía, đó là tiền tài, danh vọng, quyền lực,
dẫu có mất cả đời chạy theo, rốt cuộc cũng đều vô vị, vô nghĩa. Chỉ có tình người với nhau là quý thôi cô mà. Nhưng con với Trí có chuyện gì xảy ra đâu. Chính Trí cũng bằng lòng để con đi, và tụi con vẫn là bạn tốt của nhau mà. Ba chỉ nói vậy, nếu không phải, coi như ba không nói. Nhưng trong linh cảm, ba nghĩ là con không phải với nó. Về pháp lý, hợp đồng kinh tế giữa công ty Kỷ Nguyên và công ty Thái Long, kể từ việc gắn logo của Thái Long lên bảng hiệu của Kỷ Nguyên, đến các hợp đồng hợp tác nhập khẩu máy vi tính để thiết kế và lắp đặt cho các công ty khác ở Việt Nam, tôi thừa nhận là rất chặt chẽ. Nên việc yêu cầu hủy hợp đồng của công ty Kỷ Nguyên vì những lý do khách quan mà ông Tri đã trình bày đều dẫn tới việc Kỷ Nguyên phải bồi thường, kèm theo số tiền phạt giả không nhỏ để mang ra tòa. Chính vì vậy, chúng tôi không muốn hợp đồng giữa hai bên bị hủy. Nếu ông Tri không muốn tiếp tục hợp tác, thì chúng ta hoàn thành hết hợp đồng đã ký, sau đó sẽ không ký tiếp nữa. Nếu vậy, chúng ta cần gì phải gặp nhau ở đây hôm nay? Tôi khẳng định lại, chúng ta gặp nhau ở đây chỉ để bàn về việc hủy hợp đồng ra sao, kể cả việc phải đưa nhau ra tòa. Ông Thái có sẵn sàng ra tòa không? Nếu ra tòa thì sao? Nếu ra tòa ở Singapore, với hồ sơ như vậy ông sẽ thắng. Nhưng đây là tòa ở Việt Nam. Chúng ta không thể thoát ly thực tế pháp lý và thực tế xã hội Việt Nam. Thí dụ, việc gắn logo của Thái Long trên bảng hiệu Kỷ Nguyên, nếu tính là quảng cáo, rõ ràng các ông không hề có giấy phép quảng cáo. Nhưng đây không phải là quảng cáo mà là hợp tác, một hình thức liên doanh. Nếu là liên doanh thì giấy phép đầu tư đâu? Tôi được biết, logo Thái Long không chỉ có ở trên bảng hiệu Kỷ Nguyên, mà hiện đang có ở khắp Sài Gòn, khắp các thành phố miền Trung, miền Tây. Số tiền phạt vi phạm pháp lệnh quảng cáo hoặc liên doanh chui sẽ rất lớn. Và khi điều đó xảy ra, tất cả các hợp đồng của Thái Long ở Việt Nam đương nhiên sẽ không giá trị, không cần tới sự tham gia của ông Trinh. Đây quả là điều bất ngờ. Nếu điều đó xảy ra, báo chí dư luận sẽ quay lại quan tâm. Có tờ nó đúng mực, và cũng có tờ nó quá. Uy tín của Thái Long và Kỷ Nguyên sẽ ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chắc chắn Thái Long sẽ ảnh hưởng lớn hơn. Xin tạm dừng cuộc gặp ở đây, để tôi về trao đổi với ba tôi ở Singapore, rồi chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Thật tình, chúng tôi vẫn muốn chúng ta quan hệ tốt với nhau như trước. Còn nếu phải chia tay, chúng tôi muốn chúng ta chia tay một cách êm thấm. Chào anh. Chào. Chào. Chào ông. Chào cô. Ông đúng là trên cả tuyệt vời. Phù phép ra phù phép. Ngày mai thì cứ cho người xóa cái logo Thái Long đi cho mình. Phải cho tụi nó biết rừng nào thì cộp nấy. Ok. Chú Lý thấy sao? Luật sư Trọng đúng duy nhất có một điểm là biết chúng ta đang có chiến lược đầu tư lớn và lâu dài vào Việt Nam, nên phải tuyệt đối tránh mọi vụ kiện tụng. Đưa ra tòa, chúng ta có thể thắng, nhưng mất mấy năm cho vụ kiện sẽ chẳng khác nào bỏ con voi bắt con chuột. Chưa nói vì nhiều lý do chúng ta có thể thua, đúng như anh ta đã nói. Vậy chú tính sao? Điều duy nhất khiến tôi có niềm tin thắng ngược là với anh luật sư Trọng này, chúng ta có thể điều đình riêng được. Trọng và Tri là bạn bè ân tình rất sâu nặng. Với những người có thể mua được thì cái gì họ lại không bán? Vấn đề là giá cả ra sao?
Nội dung này đã được ông Trần giống lưu duyệt. Tôi không bình luận gì về nội dung này. Anh cứ việc hoàn chỉnh nó. Nhưng tôi muốn anh có những ý tưởng mới vào Việt Nam hóa hình ảnh đi. Anh cứ mạnh dạn làm nhiều phát thảo, chuyện tuyên truyền quảng cáo càng đa dạng càng tốt. Không ai dám quả quyết tới phút cuối cùng sẽ không có gì thay đổi. Nếu cho tôi toàn quyền, tôi sẽ không chỉ làm một cái. Vấn đề bản quyền của tôi dù được dùng hay không vẫn được bảo vệ. Chuyện đó anh khỏi lo, vì tôi cũng có quyền lợi mà. Đi ăn luôn chứ. Em hẹn nương rồi. Sao giờ này nó vẫn chưa tới? Alo. Nương hả? Đã đi chưa? Xin lỗi, tính đi nhưng bỗng nhiên bị qua mắt. Nhức đầu muốn ói nên không thể đi được. Thư và Khoa thông cảm nha. Muốn ói hả? Quỷ sứ, mình nói thiệt đó. Không sao, sẽ gặp sau. Nó không tới, mình đi vậy. Bình minh.